Ông quỳ chỗ. Ông chủ nhiệm đẹp và cả một to cái trong loài ca đi thì xã mạng ca. Các làm chi xã mạng ca lúc rời xa bộ kích xa có vị thí đang đi ca vì sự thần hợp hiệp vật miền ạ vật miền phía kỳ nâng bục cơ đại ông nhầm đẹp. Bạn có hành trình ở chỗ rùm được không kể trong lạc tạm lạc này. Xôm cực lục thiên, cực hiệu kỳ tiếng ơ nơi khả nông rừng cái đầy ní, miền vọt miền. Lực lên tại chân chọc cháu yên sử dí, ạ vọt miền đòi mùa là hẹt sọc hiệp. Bạn ta chân chọc cháu, bạn sẽ là xôm lạc bằng sách, miền vọt miền nơi khả nông đồng lạc ca, này ca sẽ đạp sạc khay cam xạ giấy, TCW cài sụp muối nơi khả nông thường ngày ní. Đi khách lạc bằng sức rồi bỏ chân chọc cháu bàn bà cô đó làm chi rủi hỏi. Lột mê thị vi Arthur Worken, mê thị vi ổn trả chiếc, ca biết đây ở lột kia xong phón, ạ vọt tầm miến đòi miến thu rẹp tòa khuôn. Có xong phó phong đá ổng bì vọt tầm miến lột xây mê thị vi François Gautry, chiếm mê thị vi đồng nàng đã mở đơn rọt bạc về ní, đã trực bàn tổ tù score đòi cả nạ mê thị vi nơi bà rê chiên trạng Campuchia rủi hỏi. Còn tay mình toán trực bàn tổ tù score nơi chung phương mục, ông chung rác xa là đồng bốn, không được dạp phê còn lòng mục nơi lào tì. Đồng lấy xạ xây TCW cài sụp muối, đã trơn một đo sở khay cam nơi không xạm là ca thường ngày ní. Miền vọt tầm miến nơi bình tục rồng chám ca có hai lúc bị ông chung rác. Xạ xây rụng ní, ban bằng chạy thá, tam xa mặt tập hiệp đại cột ảnh đấng, cứ cột mình miến tùm nẹ tùm nón, nhiệt lô hất, rư nhiệt bốn chìa muối nâng chung chọt chát tiàng bay rút. Rư phía kỳ đa mặt đấng rọt bạ về ní, nam muối. Đã trực bàn tổ tù score nơi khăn nông rừng cái đấy nì tì. Xã xây bàn thua sống bọt rụi hói, nơi chung phô mục lô ta đọng bóng đáy, ca bì bật mạnh nì. Mê thị vi bật xa đọng bọt xã xây rụng nì, cư lộng mê thị vi xây rật thì. Bà, ông Quân. Hân nơi khăn nông cách nhằm ra ca xăm ra ca nơi bật nì. Ông dùm rè, có thông qua khuyên tha miền vật đồng miền. Mê thị vi ổn trạng chiếc đồng nàng đang bật đăng rọt bạc vinh mùi rúp. Đại là phụng toàn trực bàn ông dùm rẻ từ thu school nếp phê cả lòng mộc. Nói được chứ này, ông dùm rẻ ăn vọt nơi lý tệ bị thi nơi cả từ thu school nơi mê giả vi. Đồng nàng đang đọc vào nơi rụng nơi môn lý tệ bị thi được tây tiết. Đời ăn lòng tam bị thiên và phê bì, bì co nơi bị thiên tây khăn nông. Ở bộ tò có ông dùm rẻ xô một chương lục bệnh ông xa mê giả vi. Chiếc này mê tử vi nằm mốc đâm nàng đang mở đăng đọc ní là người ta sẽ nào xong cả tổ tù school mê tử vi ổn trại chiếc đâm nàng đang mở đăng đọc ní đã mình vọt tầm miên nìa xạm nà ca ní. Hồi còn mình toàn bàn tổ tù school bị ông nương nhập đá bị phê cơ lô mộc xong chơi nhỉ. Mặt xong cổ lục chai cọm bà thiên lục lục xây chai cọm phía kỳ nâng xa thiệt nạ chân. Nơi trong bài cao khiêm này cứ miền vật miền đã bỏ lộ xây mê thư vi François Gautry lộ xây chia mê thư vi chân chết bà răng nơi không cầm mê thư vi đàm đoàn rốt với ní cứ lộ xây thật nơi không cầm mê thư vi khuyên bồm đàn bà răng lộ xây miền chứ mua nơi không cần nạc mê thư vi nơi cần nạc mê thư vi tì cồng cô hơi nơi bà tế bà răng hay nơi Campuchia lúc xây bàn trợ bàn thật tù rồi hỏi đòi cái nạn mê thư vi nơi bình chế năng trạng Campuchia hay bàn thua sầm bọt nơi chụp bố mục xa lào tô nơi bình chế năng trạng Campuchia nơi chân nằm bì bọn 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 bọn
លោកស្រីឲ្យមានសិទ្ធនៅក្នុងការពីកូនក្តីដែលជាដំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យរបស់លោកស្រីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណសូមជួយក្រោកឈរលោកស្រីប្រងសួរគោត្រីបាទលោកស្រីប្រងសួរគោត្រីអង្គដំណឹងសាលាដបងទទួលស្គាល់លោកស្រីជាមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យសម្រាប់គោបំណងនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីចំពោះមុខ អង្គជំនុំជម្រះនេះហើយដាក់អនុលោមតាមការទទួលស្គាល់នេះលោកស្រីមានសិទ្ធនិងបុព្វសិទ្ធដូចគ្នានិងមេធាវីជាតិតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីដែរបាទអង្គុយចុះបាទអង្គជំនុំសូមជម្រាបជូនភិក្ខុនិងសាធារណជនបានជ្រាបផងដែរថា អង្គជំរះកន្លងមកនេះបានអាខានបានធ្វើសម្ណការវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់តាំងដោយការស្ដាប់តែខីកម្មសាក់សីអរិយពេលប្រាំថ្ងៃគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនអរិយពេលពីថ្ងៃថ្ងៃពុធពី12និងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នឹងបីថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះដោយមូលហេតុយន្តជាប់ចោតអៀងសេរីមានបញ្ហាសុខភាពដែលត្រូវបញ្ជូនទៅសម្រាប់ដើម្បីទទួលការព្យាបាលនៅ ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកញ្ញារហូតដល់ពេលនេះលោកអៀងសេរីនៅបន្តសម្រាប់ទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅឡើយហើយនៅក្នុងរយៈពេលដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះអង្គជំរះបានកំណត់ការប្រឆេទធ្វើសម្ណការសម្រាប់ស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលមានហត្ថនាម TC W7 ដែលសាក្សីរូបនេះត្រូវបានអង្គជំរះកោះហៅ គាត់ឲ្យមកជាសាក្សីបំរុងនៅអវតកតាំងពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែកញ្ញានិងពេលបន្តបន្តមកទៀតតែដោយលោកអៀងសេរីបានបង្ហាញនៅជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាគាត់មិនលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីដែលមានហត្ថនាម TC W7ទើបអង្គជំរះមិនអាចដំណើរការសម្ណការបានហើយនៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្តសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីដែលមានហត្ថនាម TC W91 ទោះបីជាលោកអៀងសេរីបាននឹងកំពុងតែនៅបន្តទទួលការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក៏ដោយដោយអង្គជំនុំជម្រះបានទទួលនៅពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីដែលមានហត្ថនាម TC W91របស់លោកអៀងសេរីចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012តាមរយៈមេធាវីការពារក្តីប្រកាសដែលឯកសារនោះគឺលេខ E11/87.1 ហើយអង្គជំរះក៏សូមជម្រាបបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាដែរថាក្រៅពីសាក្សីដែលមានហត្ថនាម TC W91 ដែលលោកអៀងសេរីបានសូមលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការស្ដាប់តក្កីកម្ម របស់គាត់លោកអឹងសេរីក៏បានសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីនឹងដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះមួយចំនួនទៀតដែរនៅក្នុងនោះមានសាក្សីដែលមានហត្ថនាម TC W45ហើយករណីនេះទំនងជាអាចមានលទ្ធភាពធ្វើសម្ណការនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារទី25ខែកញ្ញាដោយមាន មិនមានវត្តមានលោកអៀងសេរីក្នុងករណីណាដែលលោកអៀងសេរីនៅតែមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីដែលមានហត្ថនាម TC W 475 បានដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់បាទមុននឹងអញ្ជើញសាក្សី TC W 91 ចូលមកកាន់បន្ទប់សម្ណការអង្គជំរះសូមសួរទៅ ក្រមវិធីការពីក្តីលោកអៀងសេរីថារហូតមកដល់ពេលនេះតើការសម្រេចចិត្តលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្ណការស្ដាប់តក្កីកម្មសាក្សីដែលមានហត្ថនាម TC W 91របស់លោកអៀងសេរីចុះថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ដែលបានជូនមកអង្គជំរះរួចហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012តើមានការកែប្រែដែរឬទេសូមអញ្ជើញ សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកសិស្សជាក្រុមសួស្តីរាជញ្ញាសហភាតាទាំងអស់សួស្តីលោកអ្នកទាំងឡាយដែលបានចូលរួមសវនាការនៅពេលនេះលោកអៀងសេរីបានចូលរួមសវនាការ
nâng chuối tà la ca đâm mây chùm rung nằm nà ca ni ở bàn lươn tu chia cót sắp ngay cực phung tà tu ca phía ba nâng mân tì pết mân tập hiệp khám xe việc đầy tam ca áng bó lục thiên mênh nhí trăm trâu hái cư cót xúc chất lẹp bóng sở thị nông ca chô rùm đòi phí toa rưỡi đòi phí giáo xâm rạp ca sạp xạ xây mù chùm nuôn nè tam xâm nà nông lý khất bó dương rùm tăng xạ xây TCW cái sự nguyên này có vấn đề nâng giang nát đấy xâm rạp xạ xây mùi dùm nôn này nâng cả này đã là bình nất khơi thà xạ xây này nâng chá lao ấy xên bìa vây đấy mà bình nất nâng xâm rộng rưỡng bài chìa đạp bình tục rư bẹp bòn thôn thông đó lục ứng xảy xâm ná xông lạc bóng thị ní nâng dương nâng xông oi miên lây miên sụp bồn đâm bây đưa ra ở lúc yên thị bàn châu rùm vinh con nông cả này đã xạ xây nà mà nẹ chả là ai bẹp bọn rồi đã bận tục xong ở con nằm bà ở con ông nhìn đẹp một cọp tư mình trai rồi bà tà la cá ở nhà chơi xạ xây đầm biên hạ sân niêm thị xì đầm dù cả sự muối cho một căn cả lấy bắt đầu thay cam được nông bà túc xong mà cả xong chơi lục mình thú vị. I had one small request for clarification. I have asked the Kiban for this list of publications on various occasions, in court, and also in writing, to the legal officer of this court. I'm still curious, more than ever, to know why the biography of the president of this court was redacted, and why we are informed about the reasons why the reference to the many publications in the field of international criminal law has been deleted. Does this mean President Nilmon has not published many publications in the field of criminal law, which is supposed to independently and vigorously pursue the truth. So that I have a clarification as to why the biography of the President of this chamber has been changed, and why the reference to the many publications in the field of criminal law has been deleted without information. Bạn khiêm ở quân chấm bộ cả các tổng coi là bảo lục mệt vui bẹp pon thì mới nâng bộ bớt từ bộ bảo khiêm to luôn hay khiêm có sống chuẩn bị phòng đại thà panh hà ní về chi panh hà môi đại lai hay
បញ្ហាបន្តិចបន្តួចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនិពន្ធទេស្នាដៃនិពន្ធរបស់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចដែលខ្ញុំបានបោះពុម្ពផ្សាយក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលអត្តរាភូមិន្ទចៅក្រមប៉ុណ្ណោះ ហើយអត្តបទនោះគឺខ្លីៗទេប៉ុន្តែការពិគ្រោះយោបល់អំពីបញ្ហានេះចំពោះអ្នកច្បាប់មួយចំនួនគេថាគេស្នើសុំថាឲ្យខ្ញុំដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រវត្តិរូបទៅពីព្រោះអត្តបទដែលយើងបានខ្ញុំបានទៅសេជាបទបង្ហាញខ្លីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធាននៃការកំណត់បទល្មើសនិងវិធាននៃការកំណត់ទោសដែលជាមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្អែកជាចម្បងក្នុងការបង្ហាញនេះដល់សិស្ស ចៅភូមិមិនចក្រមនោះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីក្រុមអ្នកដែលបានទទួលការស្ដាប់នៅបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឡុងពេលដែលខ្ញុំជាគ្រូបង្គោលនៅសាលាភូមិមិនចក្រមហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតខ្ញុំបានទៅសេនៅអត្តបទខ្លីៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតុលាការកម្ពុជាដែលបញ្ហានេះគឺមិនមែនជាសេក្នុងន័យខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធទេ គ្រាន់តែជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ហើយបង្ហាញដល់អ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធវិជាជីវៈកម្រិតជាតិកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារខ្ញុំឃើញនៅទីនេះឃើញថាកម្រិតនៃការរបៀបសរសេររបស់គេគឺខ្ពស់ដោយមានការយោងនៅនឹងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធដូចជាជើងទំព័រជាដើមដែលមានកម្រិតអន្តរជាតិវាខ្ពស់ឆ្ងាយបើធៀបនឹងអ្វីដែលជាសំណេរ របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំពិគ្រោះជាមួយនឹងមន្ត្រីច្បាប់ដែលអាចបានផ្ដល់យោបល់ពីមុនមកថាបញ្ហានេះគឺវានាំឲ្យមានការជំរងចម្រាស់កើតមានឡើងលើបញ្ហាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំនេះពីព្រោះស្នាដៃនិពន្ធកម្រិតនេះមិនអាចរួមបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការប្រវត្តិរូបដូចជាដែលមាននៅក្នុង ឯកសារនៅក្នុងត្រមរឿងក្តីនៅចំពោះមុខអវតកនេះទេអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើលោកចង់រើគឺអាចមានរកមើលនៅសាលាភូមិមិនចៅក្រមមានហើយពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់តម្កល់នៅទីនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំទៅបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងវិធាននៃការកំណត់បទល្មើស វិធាននៃការកំណត់ទោសតាមច្បាប់កម្ពុជានៅក្នុងសម័យអន្តរកាលហើយក៏ដូចគ្នាដែរគឺអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតុលាការនៅក្នុងសម័យអន្តរកាលមុនពេលមានក្រមប្រមត្តនក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនក្រមរដ្ឋប្បវេនីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេនីខ្ញុំគិតថានេះជាចម្លើយសមស្របហើយ ហើយលោកអាចរកបានព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកបោះពុំសុភើលក់ទេខ្ញុំមិនមែនមានវិជ្ជាជីវៈខាងបោះពុំសុភើលក់ទេមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ជើញសាក់សីចូលមកកាន់បន្ទប់សំណាកាយើងនិយាយប៉ុណ្ណេះគឺចប់ហើយ ជាចម្លើយរបស់យើងសពគ្រប់លើបញ្ហានេះហើយបើលោកមិនអស់ចិត្តទេសូមអញ្ជើញចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលអនុវត្តនៅទីនេះចុះសូមលោកមៃឃែលផេសមិនរៀបចំនៅសំណើរបស់លោក ទាំងសំណើនេះបើសិនបើលោកមិនទាន់អស់ចិត្តទាំងសំណើផ្សេងទៀតលាយលាក់អសដើម្បីយើងធ្វើការឆ្លើយតបពីព្រោះបញ្ហាកន្លងមកវាជាការចម្រូងចម្រាសមួយរវាងសំណើជាលាយលាក់អសនិងចម្លើផ្ទាល់មាត់ហើយស្ដីសម្រេចផ្ទាល់មាត់និងស្ដីសម្រេចលាយលាក់អសដើម្បីឲ្យច្បាស់និងកុំឲ្យខាតពេលវេលាពីព្រោះនៅក្នុងសំណើការនេះ យើងបានកំណត់រយៈពេល1ព្រឹកសម្រាប់ភាគីម្ខាងហើយ1រសៀលភាគីម្ខាងទៀតសម្រាប់សួរសាក់សីនេះបើមិនចប់ក៏យើងមិនបន្តអនុញ្ញាតឲ្យបន្តនីតិវិធីទៅថ្ងៃស្អែកដែរ
được chân này có bấy mình ở lúc rùm khan rưu cơ chết chết nơi bánh hà ní nơi khăn ông lòng phí đồng nào cá đại miên cầm nót cá bà đã chết bỏ lọc đôi ní tì. Sốt đây luôn chia sai lúc mình mua chia sai chẳng mến tế bạn xôm cựp lục thiên bạn nhóm mua chia sai bạn cầu bị mua chia sai ta miền lục miền mua hai cầu xây thiết đại rồi tế chăm bạn thấy ông bạn thấy nhỉ lúc chia sái rung chạm là hốt là pin các ba micro này chụp một lúc prod bật cá đòi ao phượng sinh nhà cơ hòm và tiếng cơ hòm riêng mua nơi khăn cấm tiếng các ba micro xong lúc chạm đầu này gì bị pro chọn cắt cả bộ prai phía xa vừa nói tin ít prai prai bay phía xa hay lúc chia sái ta lúc miền ayu phần màn bát nhóm miền là dụ hai sắp phần buôn cho nam bạn. Ta sắp thay ní lục miền tì lùm nữ, nữ tì cả lại ná. Bát nhóm miền tì ở xây dựa than tì lùm nữ, nữ phùm, khlong, sẵn cắt ô tờ vái, krong, krong bay lên, khét bay lên bạn. Bài dự ban bạn. Bà ở quân hay lục bà có một robot đọc xì thua vay đá. Bạn nhóm chìa cà xì có thua chung cá thua sẻ bạn. Ở phục bà lục chung ấy. Lục ở phục bà nhóm chung cá chìa bạn. Chung bà đài bằng cá bà lục có chung ấy. Bạn chúa chia phê bạn. Ở cún hay lúc ách pháp chúa bộ phân bộ lúc bạn này đại rỉ tí, ta có chúa ấy. Bạn bộ phân bộ dân nhóm cứ chúa sáu sở rôn bạn. Lúc mình côn bằng màn nhé. Bạn nhóm miền côn buồn nhẹ, bảo phí sợi phí bạn. Và ở cún hay ta lúc bạn riêng ở xo đại rửa tế. Bạn nhóm bạn riêng ở xo nơi xa la vọt bạn thân nạc trâm tì đào phí sừng cúm hay những bạn buồn mùi chân em bạn. Lúc ấy ăn, ai chơi, sổ xế, sổ khám ai bạn đã đi tế. Bạn nhóm sổ xế bán ăn bàn bạn, sổ khám ai bạn. Bạn ở cún hay lúc chia sái, tham rô bài ca rô bạc làm chi xa mà cà mạnh mạnh ní, tham tham tập hiếp để lúc ấy đứng, lúc mình miên chọp. Chúng nó nhiệt độ hất rồi nhiệt quần, chỉ mỗi nắng bọc cố để trời bàn tờ tuôn, dù kia đào mà đang rớt bọc vì ní, nếu khả năng thân ông rương khá đầy ní tì. Hồi, có mình miền chọp nhiệt độ hất rồi nhiệt quần, chỉ mỗi nắng chân chọp chọt đang bày rụp đá, cứ lục nguồn chía, lục yên xử rí, lục khí xâm phòn. Ta bất mến đại rỉ tí. Bạn nhóm mình miền chọp xài lục hất ấy, ở lục đang bày đây bà. Và tạm rồi mai ca bác làm chi đấy là thay lục bàn phương tâm bọt rồi hay muốn phê chôn một căn và tục ở xã Mạc Ca này, ta bật mến đại rồi tí. Bạn nhóm bàn thơ phía tâm bọt hay muốn chôn một
phải ca nơi tin hình bạn. Mà to tên hình ông nhìn thấy xong bà chúm riêng lúc ông bị sức nâng cả nơi dưới cách châu ruộng được nông cách nhầm nào ca sạm nào ca chụp một ông chúm riêng nít nông niềm chí sạc xây lúc chia sái không liêm lúc chia sẻ xây nếu không cách chăm lo ca xăm lo ca chụp một ong như thế này lúc ai bắt xét không cách chơi cho nâng sầm núa rư thưa một năm nàng nằm mưa rư chơi ấn đại nằm oi đạo bị đốt đập hiệp lực luôn ai rất mình thưa đã khai cam bờ trang lực luôn ai miền này thá đại sa tay chầm lời rư ông nam nàng đã bỏ lục nu nằm oi lục nâng trời tự rong ca cho bậc căn ông pi cả ra này giờ cây nông niêm lúc chia sẻ xây đại trời bắt đầu đã khai cam để chụp một ong chụp ra không cách chăm lo ca này tệ bị thi ni lục trời chơi top tận năng sầm nô tiếng lái đại phi kí rư ông chấm rẽ ban suối chấm phù lục lược lên tại không cả này ná đại ca chơi tận năng sầm nô rư ca thưa tha thị bài ná mui rư chơi nó mọi đạo bị rốt được phép lược luôn ấy cứ sứt mình thưa tại khay cam bị chăng năng luôn ấy lục chia sẻ say trời tại chơi tại ca na đại bất đại lục ban khơi ban đắng ban lư ban chăm rư thọ miền bắc bị sao chụp bát tia rư ban thư ca sẵn kết đòi tốt nơi bật đại hết ở rưu hết ca tương lai đại biệt bọn nông sầm nua đại biệt ký rưu chờ khóng này ông dùm rác xua lục ta lục dù đại đại tế lục chia sái bạc dù lục bạn bà ô cún lục chia sái ta lúc miền đại ban phát đo cách bị sòng phía chỉ mới nâng nhẹ sự bằng kết này ca giờ lại sự sạ chỉ còn sự bằng kết còn lo mò đại tế hay phần bờ miền ta phương tập phía núp phần phần từ nơi ti cái lại ná bao màn lược hay nơi bên nà phần bờ lục chậm bạt là bàn vườn nơi tì cái lại tiếc nhom đây mà đó mà để nhom mình chạm và nhom mình chạm bạn miền thọ và đây để mình chạm bạn còn mà lướt đá lục chạm thế mà đón bạn quạt từ sầm phe mà bay su nâng cờ mà đón đây còn vận tải còn là nè đại bàn bịa chìm lao hay nâng quạt từ là phi được bay đòn này mà quạt được xua nòm bạn nhập xây cho xua nòm bạn hay nếu muốn phê cho một nhập phô mốc ông nhập đây bên đi ta lộ bàn bình đất mưu rư bàn án nơi cầm đoạn hẹn sắp dùm lời đại lộ bàn đòl chỉ môi nâng nẹ sư bằng kết nây cài gia lai sư bằng kết đã mấy đồng lực ca trong trăm đại rưu tí. Bạn lục thiên sống tốt đó, cái nhóm việc ca trong trăm việc, cái nhóm việc sạp lịch trần mà sống ạp chia sẻ bạn. Ca trong trăm nhóm mình bàn lộ bạn. Mục lịch rồi bạn. Lục bạn an lăng vinh thế nơi cầm đoạn hẹt đập nhầm lời bạc nhầm bạn an á dạy plịch và nhầm đôi nhầm dùm rẹp lực thiên nhưng nhầm plịch cho ra nó và rộng nhầm plịch nhầm bà và ở quân bạc tam xa mặt tập hiệp đầy lục ạch đăng đừng ạch trong chấm thơ lục ạch bình chạy bạn này để tế tha cầm đoạn hẹt đập nhầm lời lục đại lục bàn án đã mấy đồng lực ca trong chấm ta bật chỉ trầm trời rưu xì dòng bạc khả nế sở hợp tương chấm lại đại lục bàn thua dòng phía chỉ mùi nẹ sự bằng kết ca bì lượng môn đại bàn thạ lục á an than bàn thua nơi nâng tiết bàn lục nụ đại được tí bạc này ai xa đây ở lục bàn tư dòng phía đẹp nhóm người về trầm trời tam tôi dạy phép tam nơi khổng ai xa này hai bạn. Ông Cún, ông Dùm Rè, chị Bật Tô, ông Dùm Rè,
chun đâm nang tháp bình nhã chiệp tha không cái chấm nang ca này tự vị thi sạm nang ca bị phe sa đình đau sa đập tại khay cam rụp ni ông nhầm rep đau vị tika chun tự đâm nang tháp bình nhã tăng sầm nô đình đau nhầm po sa say ni môn phe kỳ đầu tây tiết này đường cất đầy hay có sầm nhầm bị phong đá tha đâm nang tháp bình nhã rụm nhầm môi nâng cầm bị tự vị nằm mục đâm nang đâm đang đập ni không ca xua tăng sầm nô chấm po sa say rụp ni cứ miền đại giả pil mùi prak ni hay rồi xíu ông nhầm ra nâng đòn vì thì cá từ cầm bị từ bi trong bảy cầm từ mẹ cá thu đánh đáo chỉ phù xã xây đụng đi hay xong bờ ai bị chẹt bán cứ bị chẹt vì cá bài chạy về lý rồi viên hạ về nhá cho mình nâng bị từ bi nòng mục phong đầm bị miền mùa than được nòng cá sầm lọp sầm ruồi về lý nòng bị bực đi nòng cá tăng thu đánh đáo chỉ phù xã xây đụng đi xong chơi nằm nàng thay về nhá. Mr. President, Your Honours, good morning. The time will be allocated such that the lead co-lawyers anticipate for the civil parties anticipate that their questioning will only occupy about 10 or 15 minutes of this morning. I hope that helps. But chấm này chạy metavi nằm một tê sệt chun lỗ xây bền dễ hay lỗ xây có miền trời cao dạ pel và hai chia cả làm mau tới mười mau tới bận nó lục thiên sum a kun và a kun mình đã sum lao bị tika chun từ đồng nàng tháp đi nhà sum chơi sôm group lục thiên sôm group lục lục say chạy cầm sôm group ông sạ văn ca tiếng mồn xuống đây lục chia sai nhóm chia cầm ca nghe mau pi ca giả lấy giả hạ về nhà muốn mình nhóm xua sầm núa nhóm sôm rầm lực bận tay bận tui tay âm bánh bánh lục prap tự ông chia nôm chia ra thả lục miền ca phịch phèng mình tách mình tuổi đôi chân này nhâm sôm an chầm lao đi ba lục nơi chợ cầm sướp xua nơi non ai cơ sa e o n g p sa khăm ai sôn sôn mập hay sai sấp bảy sấp bốn tôi đó bảy sấp trầm e o n g p sa ông lê sôn sôn chật sấp trầm mũi học sấp bay sam sấp trầm pí đó sam sập trầm bay phía xa chia yêu anh chia phía xa bà rắng sôn sôn ha sập pí sai sập bay sai sập muối ô sôm tô sôm an mà đong tiệt phía xa bà rắng sôn sôn ha sập pí sai sập bay sai sập muối đó sai sập pí nơi khnông đi lục ban để dây thả nơi khnông cách sầm phía vì muốn lục tha ban phư ca nơi co đập bì chiệp nay nơi mình ti bầm bay rồi chết đòi lục phư ca nơi còn lại chưa chưa lán vì chín năm mùi pon bầm buôn rồi chết sập bầm rồi hốt đó về Việt Nam chôn mộc nơi chín năm mùi pon bầm buôn rồi chết sập bầm buôn nâng tha ca nghĩa rồi bỏ lục cứ chưa chưa lán nâng bậc lán đập toạp nâng đập pet nơi nôm bình nơi khnông nu lúc cậu ban để dây thả bờ thiên co đập pí cứ tà miền nhóm trong xua lúc thả tớ mua pin rồi bỏ tà miền cứ sàn sườn nâng men thế bà bạn nhóm sôm chay sầm nu để lục ban xua ra mua miếng nhóm lọp nơi chìm muối cứ còn là chú mía lưng mong hắn rùa nơi đập dào đi bạn còn là cọt cục cồng lành lan lan nứng lan tôi lan thầm nứng khi ông còn là chú mía lưng mồi đi bạn ông con lục lục ban thì dây thả tạm mía tới ban
bị đọ nâng bắt luôn nơi chân nam mùi bọn bàm buôn rối chất sắp bàm bày. Ta lúc đăng tha miên rương ở vây cát lang chùm cua quát, bần to bị quát bắt luôn đại thế. Bạn, các nhóm thông trả lời xâm nô này bạn. Để các nhóm thả lọc ruột nơi chùm cua quát, nhóm mình đăng rương cầm hốc rồi bỏ quát đấy, thả lọc đá rồi mày nó cứ ai tự tự bắt được bắt là hốt mong, nhóm mình đăng dưới rương ấy đấy bạn. Ông con lục ta lục đăng tha nẹ ná nụ và thiên co đọc bì nơi bì nụ đại thế bạc nhầm đăng nhầm score nơi co đọc bì ở nụ thiên cái mù vui nhầm chăm con chú ba là mù vui và vô xe dập chật xe dập chân nam hỏi bà. Ô con lục. Lúc ban này dây thả co đọc bí chiếc này mùi nây mình tí bàm bay rồi chật. Nơi kron ca cục kron rồi bọc bọng. Ta miên rương ấy cát lãng chùm bùa bọng. Lúc ban đăng thế bà. Bạn nhóm score để một bằng nâng nâng ca cực rộng lưu co đọc bì nâng nơi khăn ông rừng buông mình tìm bây rồi chết nâng khuyên quạt được bắt nhóm mình đăng dự quạt khâu rừng ấy đấy mình đăng bà quạt được bắt bắt dân mong để nhận được bắt mình đăng dự rừng hết ấy bà bắt lưu chấm chong bình chạy lúc đón tiệt đấy ta bóng quạt bắt luôn muốn rưu có cầu email đấy bà. Bạn nhóm xôm dùm riêng lục thiên thà bị bạn nâng nhóm bàn chám ấy, đấy, đang đập bạc ấy, miệng bóng nâng đang đập bạc ấy, nâng môn cỡ nhóm bàn chám ấy, vừa dập bị chất xe sắp chân nam ấy bạn. Ồ, ta lúc bạn đang thà nẹ ná chùm nô bóng nâng mình ti bằng bấy rồi chặt đi. Bạn nhóm trời tam chạy sử dụng cái người nóng nhóm mình cho bác đôi chứ mua linh nâng chứ chuẩn chết bạn. Để nhóm mình cho bác đây bạn gọi thật lập nơi lại nhóm về hai thái dùm nua nè trên đây bạn. Lúc nữ chăm mấy thái co đọc bì nâng miên ti tăng nơi trong nà đấy bạn. Bạn có đọc bì nâng màu bì dùm ca môn máu hùa lâu bệt bệt chân bệt ấy đấy nhầm phịch ấy bệt chân là lăng tuôn máu nơi bên đây mà một nơi cái lãnh bà ra sang nâng bà hỏi xa khá miên dùm ca môn miên bà khá nó miên xa thầm ấy đi bạn xa khá mình tì có đọc bì bà lãnh tục làn tục ấy chú làn bà. Bốc lực sở rốc mà mãn nẹ đá bì nóng bà. Bạn bà tam nhóm chăm bè chăm nóng người ta miền phần này bì bạn. Miền phần này mỗi nhóm chú chú rồi dồn thọt thôn thống. Phần này thì bì thôn tối, phần này thì bấy bạc bò đặc như là tôi bạn. Hai chùm luôn cái lấy nhóm người phải hát chứ xam xâm nẹ bè mà còn tôi bạn. Khiêm xua lúc thoi còi một tịch nông niêm lúc chia cam ma bị ba nơi co đọc phí ta kê miên prap lúc giang mấy bần to bị ca bạch khá luôn miên hỏi nâng bạch khá luôn phong nâng bà. Bạn nhóm nơi tì nụ, nhóm chìm riêng lúc tam tróng, nhóm mà miễn cảm mà bị bà thế, nhóm đôi chìa bệnh thiệp thầm mây bà chìa bọn nó chìa cảm mà cò bạn.
ខ្ញុំចង់បានចំណុចដែលសួរបាញ់មិញថានៅពេលដែលបាត់មៀលហើយបាត់លោកប៉ងនេះតើគេប្រាប់លោកថាម៉េចដែរពីនឹងហើយអ្នកណាប្រាប់លោកបាទបាទណែខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរបាទលោកខ្ញុំនន់នឹងមិនបានអ្នកណាមកប្រាប់ទេនេះទៅនេះទៅនោះមិនបានប្រាប់ទេដឹងលឺគ្នាឯងថាងប្រធានទៅបាត់លហូតអញ្ចឹងទៅបាទ មិនមានអ្នកណាមួយមកប្រាប់ថាទៅនេះទៅនោះទេបាទបាទខ្ញុំចង់សួរលោកដែរតើក 12 បង្កើតនៅពេលដែលលោកទៅដល់នឹងគេបង្កើតក 12ហើយឬមួយក៏លោកជាអ្នកជួយបង្កើតក 12ហ្នឹងបាទ bạn mình ti co đã pi nắng bư nhóm trên nơi cày cái bạn nhưng mình bàn bằng ca đi đây bạn ta cầm mà bị ba là xin xin tiết nơi co đã pi á phụ quát mau bị phun hiện na là đáy luộc bàn tròn chằm đấy mà បាទគឺភាកច្រើនគឺមកពីខាងឧត្តរចំនួននោះគេហៅថាភូមិពាកដបោពាអញ្ចឹងបាទមានភូមិពាកបោពានឹងឧត្តរបាទខ្ញុំសួររៀងសំណួរជាក់លាក់ទៅកាន់លោកសាយបន្តិចតើក 12 នឹងជាកន្លែងបើកបរសម្រាប់តែមន្ទីរ 807តើអញ្ចឹងមែនទេបាទ bạn mình ti co được pi nắng vì cái lạnh chua chua bạc bò nắng sầm rạp đây mình ti bay rồi chân mà nó bạc khơi khơi nhà lục băng đây có từ màu cả cục rồng lư bạch thiên để chung một mía nắng vào vì môn đi phân tích lục ban prap thà miên bọc lực sam sập nẹt nơi còn lại đâu តើលោកស្គាល់កម្មាភិបាលឬក៏បុគ្គលិកទាំងនោះច្បាស់ទេបាទបាទខ្ញុំភ្លេចឲ្យលោកព្រោះជំនាន់នោះវាការក្មេងៗទៅតូចឥឡូវវាបែកគ្នាជិត 30 40ឆ្នាំហើយក៏នឹងភាគច្រើនក្មេងទៅតូចជាងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអត់ចាំទេលោកឈ្មោះឥឡូវទីចង់ទៅណាទៅណីបាត់អស់បាទហើយឯ កម្មាវិអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំដូចជំរាបអស់លោកអញ្ចឹងថាឈ្មោះមានមៀលនិងវួយពុយវួយទេខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ដែរមៀលនឹងចាំច្បាស់ណាបាទអ្នកដឹកនាំកន្លែងកោដ12នឹងបាទលោកបាននិយាយថាបុគ្គលិកដែលធ្វើការជាមួយលោកនឹងគឺ30នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកោដ12ដែលបុគ្គលិក30នាក់នឹងធ្វើការជាមួយលោកនឹងមាន មានបាត់ខ្លួននេះឬមួយក៏នៅទាំងអស់រហូតទៅដល់ឆ្នាំ1179បាទចំនួននោះឃើញថាបុគ្គលិកដែលជួសជុលរថយន្តនឹងឃើញថាមួយចំនួនធំគឺដកចេញដែរបាទដកចេញពីកន្លែងនឹងបាទ lúc đăng thà cái đó do từ trong tina cho bà lo đài đấy mà
But cả đội từ nơi cái lái ná khi nhóm có cái lái khác của đăng chứ ba cái lái khác có lưu tam kế vô được hàng pleasure rồi tiếp pleasure chưa pleasure tiếp pleasure mùi cái lái biết nơi cái lái thừa sai bà con gan phàm bạn nơi con ông chấm luôn bóc cái lắc sam sập nẹt ta lúc thưa ca chỉ mùi khnía hộp bài chỉ mùi khnía hơi dương ai để dây chung khnía chỉ crom chẳng bàn đại thế về sao mày nữa mà bạn nhầm thầm trả lời là chấm non sao mày nữa cứ ăn gặp phép nhóm mình miền bài nhà hai để chạy xe đầy nhận mối thà thuê ca chọc đó anh cùi bập bệ chạy chạy bài nhà lên bàn thòm bà đà đây đấy bà hộp bì hộp bài hộp bài hào dân xâm rạc ca nghe lực lên cho ca nghe bạn ca cho chạy cái này này kì dây bì ca đi chậm ra này ca nghe rư có dàng mạch đáy xung lục chùi bình chạy không bà ca thì chơi chứ mình cầm nát đấy luôn bà chuồng cá dương thì chơi vì ấy làn anh thưa hơi miền nam này thưa mấy bàn o thưa mấy bàn lừa nên dân đây là nó mới vẹt từ chuồng cá buộc phải lên hương ca hộp chốc hương ca từ nay cho nó hơi đa bàn mình tiền mình cầm nát đấy bà hương thì chơi những bạn trong trong su lầm ắt tích tiện tông nâng chấm luôn mà lúc sam sắp nẹt đại thưa ca nơi rong chua chua làn ta phần màn nẹt chỉ nẹt bạc bó hơi phần màn nẹt chỉ nẹt chua chua làn mà bà đại nhóm dây sam sập nẹt nắng chấm pua đại ruộng chiêng chua chua lan thông lại nhóm mới là bà bữa thà cò đập pi nắng với miền trần phan ai bà được nhóm bàn chìm riệp ở lục hàng lơ giống miền cái lại chua chua lan thông nắng sam sập nẹt lan tôi bạc bò và miền trần này bà trái nhóm cái nơi cái lại chua chua rượt duẩn thông nắng bà tiện tông chúng mui nâng làn thông làn tôi được chứ nhé nhom sông suối luôn còn thèm ta cam ma bị ba co đập pí từ tua khâu trời lưa cá đập nôm đập chỉnh chun mình trai cho ăn cua từ bờ chung ta khi giờ làn thông tới rồi co giờ làn tôi từ bạn bạn nhưng xong trả lời cho nó người ta bê đại đất hai thà cầm mà bị bá chấm non nóng thà tiệp tiệp đôi này đôi ấy giống người ta lan thòm mà đa đôi khi này bà miền là lan ấy tàu cho nhà đi bữa lan bữa thà lan còng cái hai lan còng à lan còng dương từ ngày đôi giống người ta không nên chở vô lan từ này tới vô lan tàu tới về mình cầm nọt bé bạn đây cầm mà bị bắt ở đây ăn thà rô làn tôi làn ấy thế cả nóng nhom khơi gì từ nhom khơi như bạn nhom khơi như những bạn tiện tông chỉ mui đường ca đập mì đập nón từ của chúng đòi mình bậc can làn tôi làn thông tề ta lúc đăng tha cách của chúng nó kì của chúng bị ai đại thế bạn bạn nông ca nghe rồi ba cầm ma bị ba rồi ba nữa đất nhóm dương mình ai đăng bán giờ con giờ chạy và cái quạt từ bị chung từ ca nghe ba quạt dương mà đăng bán đi bạn lúc mình ai đập
đăng ban ở đây vì ban nhà hà bị chùm ta lúc thua đập mì đập nôm ná tới bị chùm đài đấy mà bà nhóm cầu bị chua chớ những cái ao chìm nuôi mà đo mà ca những mình đã đập cầm ba ni cầm ba nuôi tới bị chùm đây đây bù lầm lạp nâng ấy nhóm mình miền là tập hiệp đấy bà còn đặc còn là thầm cầm rất đặc cầm mà co này ai tình tôi này không làm bình nâng rồi đặc thầm ram này chạy chào là bình nâng đấy bà trước hôm nay giờ nẹ cà pia mi đặc nòm mình lúc score đấy thà kháng cầm ná khi cà pia mi đặc nòm bạn nè cà pê nè đắk nóm số máy ní cái ăn vừa nhé bạn nè cà nóc nhom mình chạm cho bà đấy vừa phơi cho dù vừa lo và chen chô chen chô đang gì nè này vừa nhom phe chén cứ nơi được lại chua chua đang để mà đong bạn chen đà đấy hay chen chô chẳng ăn phe nè ăn phe nè nhom bạn xua mình chạ kỳ thái nơi gì muốn này nè nếu bạn xua bà nhom đang cho bà đấy cho năng bạn lúc miền thọp làng thần nại đấy nơi nông sa mày nắng mà bạn nhóm chỉ nói nốt đôi miền thần nại gặp máy bà chứ nhóm chỉ hai tháp hai tháp sa mày lấy cái tháp hai sa mày chật kề nó cái pra chẳng mà sa mày chật miền càn cạp cục cồng nên nó hơi thế ăn miền đi bạn ở lần này nhóm xua lúc tiệt tông chỉ mới tại mình ti bằng bảy rồi chật lúc ban thì dây nữa không cách sầm phe thả mình ti bằng bảy rồi chật cứ tổ tu khâu trơ lừa cá cướp cồng mình ti co tiếng o nâng thả mình ti đi cướp cồng đòi mi đắc nón tròn của ai cái xa e o n chỉ phe xa khăm ai sâu mà phây sai sập bảy sập buồn ông lê e o n sôn sôn chật sập rầm mũi hóc sập bay sam sập rầm bay bà răng sôn sôn hà sập pi sai sập bay sai sập pi nhóm trong xưa thả táo mi đắc nôm na sinh tiết đại cục cồng mình ti rầm bay rồi chật cay bị bồi bọt đại thế nục đằng thế bạn mình tìm bẩm bay rơi chết để nhẹ cùng cống nhóm có mình ba hai ra chuyện lẽ đấy cài vì nhẹ đặc nom đôi chia ở lục bàn gì mà những người pol những cài nước nhóm bạn đăng bóng gì rúm mình bạn đăng chỉ chuyện lẽ còn là tháp pol chỉ mê mua giống nhóm dùng co rắn phải chia sân để than nữa phải đặc nom phải bẩm bay rơi chết nó buồn tì cầm pù chẳng người tới và nhóm về mình bàn cũng nói thật bác nóng luôn ấy cứ mình miễn đi bà chơi đâu mà chú ý xong cổ lúc thiên khi mình đang thả xã xây bàn đặt tùa ca nè nôm vì rương chấm lói bọc gọt nơi không xa bàn ca thả gọt cua trời xa lói xâm nô xâm chấm lói ná đài ai vô chì ca bàn nụ tê phụ cái lò mà những khuyên gọt prapia mình chụp ba ấy chẳng hồ hai chẳng hay là mấy chia viên là cả khát bia và lía hai chín lúc nào xong lúc thì mình thả này nằm sạc xây là mấy ai chơi xong nua đã bàn ca tại mà đón tất chia viên xong nua để nằm ở phía kỳ lang chấm tỏa tỏa và xong ở cùng bà ở cùng nơi cả cột tổng quan đấy vấn đề cả việc đầm lầy lừa phó tán chỉ số mặt đặc cách rồi bỏ ông chung chung ra nề pil chung cày và sợ thầy cày mình chấp bá vì ăn phải giàu chi hay ao tha ao su ao chấp bá nói chỉ riêng phi kí cái chạy cái tê phi kí để chiều rùm được nông cạnh trong nào cá sạm nào cả luôn từ điệp chom
nơi sầm nua, nơi khlâm xa sầm nua, nơi bị bích nông sầm nua, đầm bay tăng sầm nua ở bàn chạy chấp bắc, nghề dùl đầm bay cô đau, nơi ca tờ tuôn sầm nua nâng, nhân sầm mặt tập hiếp dùl đăng chấp bắc âm bì sầm nua, hơi trả lời tốp trong sầm nua, bờ xua mình chấp bắc, hơi ao dương tờ bờ riêng, tờ nơi nôm tăng bì ca riêng trong sầm nua ở chấp bắc, rưu co xong ai trả lời ở chấp bắc nâng, đôi chìa thì được cách là bỏ vào thiên thạm nào cá mình miền chạy nơi khả nông vị thiên nơi còn đi tệ vị thi rùm một toàn Campuchia thì xong chênh bà to ô con lục thiên lúc ban prap chào cọm sư xua tha bóng tà tua khó trâu lưu mình tì nụ chẳng chấm trong xua lúc thà ta lúc khuyên phong nâng nhật nhọp đài thế mà bạc nhóm xôm chơi dùm nô ní thà lúc phong nâng có mần tiên ná lúc dùm cá gọt châu đời cái lệ nâng thầy chụp mê mê đó có bàn khơi đó dùm cá mần bàn tới gồm bàn khơi như vậy mần tiên thà nhật nhọp đấy bà vừa dù dù từ một đoàn bà lúc khuyên phong nâng nơi khá nông ca đôi mà đạch đá phê vì lìa đại lúc tớ khá nông nhóm chong này dây tha chun cá lúc tớ bác lan đập nôm rư có giang mách đại ban chú phong nâng mình tìm bảy rời chật nâng bạn nhóm xôm chá lời khá nhóm mình ban tớ chú tìm rời bảy rời chật nâng nhóm mình ban đại tớ tê gọi là chú mua nông ca cục rong lưu một tí đặc nhầm rùi nơi có đọc bí nâng ai chua bóng gốc nhau màn bàn đi chua một tí mời chất đầy quạt ăn chơi mộc mơ ca nghe mà đâu mà cá bằng nhầm bàn chua quạt bàn nhầm màn đại bàn tâm tìm bởi đời chất đi bàn nhóm chọn xua luôn thà ta bảo sẵn chỉ lan mì đặc nòm khôi ta kỳ dọc từ thưa rồi có chua chua nơi cần lại nà đấy bạn có bạn toàn chơi xong chơi xong chơi bây giờ bí xong học cùng lục bát thiên nhóm bạn yêu khinh tha xong nuôi bò tâm năng sạp địa nhà chuyện được bên đi phổ biến bây giờ xong rạp chơi đào cà rô cà bật tê bị pro lúc ban bằng hai nữ chấm nói thả bảo sân hay chấm nói nhưng từ là cái này mình ai từ tôi vô một thôi chỉ phải tăng bàn tới bảo sân chia rước ở đôi chân này luôn quân xã xây mai chơi top nông tâm nô và phê bài bình thi của bộ màn vị thi nông ca tăng tâm nô dương ban chấm điệp tràn lực tràn xa hơi học quân lục thiên nhầm bần to sầm đùa từ một tiệm ở xã xây một tí con á để đo lan ở đập nhiêu sầm khăn bị bò tê xem từ mốc tam và liên duyên hoa mà xong nuôi ông đang đi vào cái nhóm sản mình toàn mình sẽ bà nè ngay thời tâm trời sạ sấy bà sẽ đập thầm nuôi mình vô tí cũng an toàn trả lời xong rồi tăng thầm nuôi đứng xua mà đong tiền hiện kỳ tăng thầm nuôi mình toàn bà con thà điệp trong thầm nuôi đứng tâm trời đã miền mù lụt than bình lính chia thầm nuôi đã mày ơi lô lục trả lời chẳng bằng lúc chơi mình bán mình có bày chơi đời priu nuôi thì cứ đập bán ở dưới sông chơi và mình dưới lúc tham mình dưới đi xong rồi chơi
ឲ្យ សំណួរ តាំង សំណួរ សារ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត លោក តំណាង សារ ប្រញ្ញា ជាតិ រៀបចំ សំណួរ សារ ជា ថ្មី ទៀត ដើម្បី ឲ្យ សាក្សី ស្ដាប់ យល់ ហើយ សូម ជម្រាប ថា សាក្សី បាន បង្ហាញ អំពី កម្រិត នៃ ការ រៀន សូត្រ របស់ លោក ហើយ គឺ លោក រៀន នៅ កម្រិត ទាប ទី នៅ ថ្នាក់ ទាប នៅ សម័យ មុន ហើយ នឹង រៀន បាន បួស 1 ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រសិនបើគាត់រៀនសូត្រនៅក្នុងរំលងពេលនៃធ្វើការងារទំនងជាមិនបានរីកចម្រើនរហូតដល់កម្រិតខ្ពស់ឋានៈស្មើនឹងមហាវិទ្យាល័យទេដូច្នេះកម្រិតនេះគួរតែរៀបចំសំណួរឲ្យបានងាយយល់ងាយស្ដាប់ដើម្បីឲ្យសិស្សនឹងអាចស្ដាប់បានហើយនឹងសួរឆ្លើយតបនឹងសំណួរបាន អរគុណលោកវិធាន សាក្សី ខ្ញុំ សូម ផ្ដល់ សំណួរ ទៅ លោក ម្ដង ទៀត ថា នៅ ពេល ដែល ជន បរទេស ឬ ក៏ តំណាង ប្រទេស ផ្សេង ផ្សេង គាត់ មក ប្រទេស កម្ពុជា ឬ ក៏ ចេញ ពី ប្រទេស កម្ពុជា ទៅ វិញ គឺ ទៅ តាម ពលាន យន្ត ហោះ តើ មន្ត្រី ក ណា មួយ ដែល មាន សិទ្ធិ បញ្ជា ថា ឲ្យ យក ឡាន từ đập nhiều vì bờ liên duyên ho mà phần ping rư mũi có đập vì phần ping từ bờ liên duyên ho quỳnh bạn bạn nhầm thơm trả lời ai bánh hạp như chôn mà sọc máy nâng chân như sọc máy phía là cách đây tôi tự tu như nâng cư mình tì có đập bì bạc còn quan trái mình tì có đập bì nâng cư nếu không có gặp hàn lan tôi nhưng mà bạn đang ở buộc nhưng gặp hàn lan thông bạn លោក តំណាង ថាបញ្ញា បើក បាន មីក្រូ ផង បើក បាន មីក្រូ និយាយ អត់ មាន បើក បាន មីក្រូ ផង អរគុណ លោក ទៀន ផ្លេច មិញ សាក្សី ខ្ញុំ ចង់ សួរ បន្ថែម ទៀត តើ មន្ត្រី ក ណា ដែល ផ្ដល់ ការ ដឹក ជញ្ជូន មេ ដឹក នាំ ពី ក 1 ទៅ ក 3 បាទ បើ លោក មិន យល់ សំណួរ ខ្ញុំ អាច សួរ ម្សា ទៀត bạn nhóm đôi chia mình chạm mới được được nhóm mà mình chạy trên tràm hỏi rồng nhóm là xa play mốc lịch rồi chư trơn chùm non sầm mây sầm kem nam chật bùn bùn đi nâng thì mùi thì pi tiết nhóm mình bàn chạm cho bà đấy bà buộc nhóm mình xôm chloi những bà buộc chloi tới việc khóc chloi ở bàn ca bạn xôm tiện thông chấm nói đi nhưng xong xuôi lúc mùi chấm nói tiết tế một tí có lúc ban chạm mới thao một tí có nó để đọc nòm mê đọc nòm ở tới cần lấy phải chung rồi có tới thay xuân tà ra khát thá mà bà nhom sơn nua nó nhom đôi mình số ba mong bà nhom chim rệp tam tròn anh gọt xù sơn nua mình số ba rồi sôm lục thiên mình chẹt thì là mình chẹt nơi bàn số ba bà về riêng bịch bà nhom chọn xù lục tha mình tì con á để lục dây mảnh tha nơi co đập pì cứ lục miền tây lan tôi vận tải có miền lan còng ấy đập mề đập nòm ấy chun 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 ấy từ nhóm trong đăng tha nơi pi để đập nòm đập mề đập nòm từ bị chúng họ nơi cả lại bị chúng hay từ lại sơn là cả tha ấy xây nứng tớ lan nẹ ná chỉ nẹ đập từ bạn nhóm xôm chlai vua được nhóm chlai kháng đàm hồ hè mà nhóm hương đắc nẹ đắc nôm thông thống à rương đắc nôm tên là nấy nhóm mình sơ bàn đăng lấy bạn thuộc nhóm mà là như chuộp bầm xâm rộng càng như
ភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំធ្វើដើម្បីកុំឲ្យគេថាគេអីចឹងបាទព្រោះថាឲ្យដឹងល្អិតពីអ្នកដឹកនាំទៅធ្វើកន្លែងនេះធ្វើកន្លែងនោះខ្ញុំបានដឹងនេះបាទសូមអភិស្រ័យបាទសូមអរគុណសាក់ស្រីខ្ញុំអស់អសំណួរ Mr. Chisai, can I please just pick up on the parts of K-12? You were, you've said in the auto-repair unit, and you've mentioned that there was another part of K-12. What did you call the other part? But ແລະមន្ទីរកោដ២នឹងជាមន្ទីរមួយផ្នែកផ្សេងទៀតគឺផ្នែកកោដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់កោដ២កន្លែងជួសជុលរថយន្តកោ4កន្លែងស្បៀងអញ្ចឹងទៅកោ6កន្លែងពេទ្យអញ្ចឹងទៅកោ6កន្លែងពេទ្យអញ្ចឹងទៅកោ4មន្ទីរកោមានផ្នែករបស់វាបាទមានការភារកិច្ចដោយឡែកៗគ្នាបាទ Let me put the question in a different way. You were responsible for the repair of vehicles. Was there another part of K-12 where vehicles, in other words, cars and trucks, were located? បាទមន្ត្រីក៏ពីខ្ញុំដូចបញ្ជាឲ្យលោកខាងដើមខ្ញុំមានផ្នែកឡានតូចដឹកភ្ញៀវបរទេសអញ្ចឹងទៅនឹងខាងផ្នែកឡានតូចមានការ៉ាស់ជួសជុលឡានតូចអញ្ចឹងទៅបាទឯខ្ញុំឡានធំមានជួសជុលឡានធំអញ្ចឹងទៅដឹកជញ្ជូនតាមនឹងទៅបាទមានដឹកអីសំខាន់នេះឡានធំមានដឹកសំរាមដឹករបស់របរប្រើប្រាស់ហូបចុកអីអញ្ចឹងបាទឡានធំនឹងបាទ Can you help me on this? Was K-12 responsible at all for the transport of supplies, food, tools, matters of that kind, out of Phnom Penh to the provinces? បាទមន្ត្រីកោរពីមានរយន្តធំធំមានដឹករបស់របរទៅតាមខេត្តដែរបាទទៅតាមហាក់ចំនួននោះគេហៅថាភូមិភាគដូនេះដីប៉ះចាំអ៊ីសានអញ្ចឹងមានដឹកសម្ភារៈទៅឲ្យសហគមន៍ដែរបាទខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងតាមរយៈមិត្តភក្តិដែលគេទៅទេព្រោះខ្ញុំជាភារកិច្ចជួសជុលរយន្តនៅកន្លែងដែលខ្ញុំឆ្លើយខាងដើមថាដែលថាបានដឹក You said in your OCIJ statement that your job, obviously, and you've mentioned this already, was to repair cars, but also to drive soldiers and medics within Phnom Penh. Is that correct? កាលនោះពួកខ្ញុំជាភារកិច្ចដឹកជួសជុលកាលណាគេខ្វះតកង់គេឆក់ខ្ញុំមកពេលយកដឹកជាបុគ្គលិកពេទ្យពិសេសគឺពេទ្យដល់7មេសាហ្នឹងឯងពួកគ្នាច្រើនដឹកទៅមើលកុនទៅមើលអីអញ្ចឹងទៅម្ដងម្កាលទេបាទពួកភារកិច្ចដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើហើយគឺភារកិច្ចខ្ញុំជួសជុលទេពេលណាដែលគេខ្វះតកង់គេយកខ្ញុំម្ដងម្កាលអញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងលើបាទតែហ៊ានដឹកតបអីហ្នឹងចំនួនមុនទេចំនួនមុនតម្
mà phụ nhóm
chim nó riêng bạc mình tuân stuart bông bạn. Do you know what S71 refers to? But Munti saw chats of Muino, Taluk Squall, the Chimati away. Kyom Jim Rep Tam Trang, Munti saw Muinung, Lok Brianya, Lok Hang Sau Chiri, Lok Hang Ham Kaining, got a Suk Yom Nai, was love no Yum Yum Nak Doi, Monday Lu saw my pay Mui, I saw a man meaning. Nhưng mà trăm món mà mình đang lưu thế bạn. So mà phê muối, so mà nó mới nhỉ. Nhưng mà đang lưu thế bạn. Đang lưu để cả nhóm bê dạng nơi chua rửa mình đang lưu. Vô mùa là hạt với vô khu vực nhóm bán đau vô nơi được lãnh đôi dưới cam và co đúng chạm đấy bạn. During the time that you worked at the auto repair section, ហើយខាងជួចជុលរថយន្តតើលោកធ្លាប់បានឃើញលោកខៀវសំផនដែរឬទេបាទខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញគាត់ដែរម្ដងម្កាលហើយបាទពួកគាត់ពួកគាត់នោះខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងពួកកូនគាត់ទៅនៅមន្ទីរក 12 ហ្នឹងឯងគាត់ធម្មតាឪពុកនឹងកូនចេះចូលទៅមើលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ឃើញមានតែបានម្នាក់ម្នងនិយាយផ្ទាល់មួយគាត់គាត់ថាធំ You've mentioned his children. What were they doing then at the K-12 office? Bạn chìm non nó con quan nó tối tối vô từ nơi biệt thà nẹp mơ thái giờ của má đấy bạn mình thì thông thống à giờ của má chìm non nó nơi tụi tôi khi mình bị bảy năm bạn what was Khieu Samphon doing at the K-12 office từ cái lại khó đập pí khó từ thưa vậy khá rồi có đụng đạch bạn ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ឯ បាទ ព្រោះ មក អត់ ឆ្លើយ សូម សូម ជួយ លោក មេ ជវី សូម អរគុណ លោក ប្រធាន ខ្ញុំ បាទ យល់ ឃើញ ថា តំណាង សហ ប្រញ្ញា អន្តរជាតិ បាន លើក សំណួរ នេះ ដដែល ដដែល ហើយ សាកសួរ បាន ឆ្លើយ បញ្ជាក់ ឲ្យ ថា លោក ខៀវ សំផន ទៅ ទី នោះ ដើម្បី ទៅ លេង កូន របស់ គាត់ ហើយ សំណួរ នេះ បាន ឆ្លើយ រួច ហើយ បាទ សូម អរគុណ I haven't repeated the question again, Mr. President. Hello, Putin. I've asked what Khieu Samphon was doing at the office. Khieu Samphon asked that question before. The objections unfounded in my respectful submission. Can I please proceed? Yes, Mr. President. 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 Đói đồng nàng xã Bình Nha âm bánh mình đi. Hãy bởi sân bà lục sử đập lịch lục ai cho ai xong ai đồng nàng xã Bình Nha tăng tầm đuốt tay cho thầy đồng tiên. Tầm trên đồng nàng xã Bình Nha. Lục ai rịp chăm nơi xâm nua xa cho thầy đồng tiên. Tầm đồng chia xã xây lịch xâm nua để xua lục xua hời. What was Khieu Samphon doing at the K-12 office? No, Munti called up B. But look, Khieu Samphon, Munti called up B. Yes, I can. Munti, they got Muntu away. Go and got Bagland, Joe, they got one day. Young go ban tam đán nhưng không được ca nghĩa vừa khơi quạt trôi những cá quạt tới mình đang có ai miền này đang quạt tới thứ ấy phục nhầm vô thà côn quạt nơi tì nô quạt ai thầm đã vệ từ mưa côn trời quạt đây nhầm sanh đất than chẳng ba và đã ao nhầm đằng là ắt thà quạt vừa ấy nhầm bán ấy phục nhầm bầm pin phe là cây bọc nhầm bài hẹ nhầm ao từ mưa quạt mấy cái thà ao nhầm mình không ca nghĩa chùm non nô
ខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំមិនបានតាមដាននេះព្រោះគាត់ធំទៅតាមដាននេះគាត់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតកាងាររបស់ខ្ញុំបានដើរកុំឲ្យគេថាឬបានទេបាទ Was K-12 responsible for driving the senior leaders around? Trâu khnông ca đực nẹ thana đực nom tơ ti lai xin đai rực tế. Bạn nhóm đôi nhóm sầm nua nâng đôi khang lơ môn mò hỏi nhóm mình chạy tiết cho thà phuộc nhóm chứ ca nghĩa phê rực cây chua chứa lục nhóm bàn tam đan thà mê đập tử na tử nấy nhóm phê trơn cứ mình bán đăng thế bạn buộc nhóm không thầm rốc ca nghe bọc nhóm buộc nhóm miền bê lục trà trên nhạc đặc nó mà cái tam đàn ca nghe khả năng buộc nhóm nhạc sở ma chức chỉ bốc ở lực tôi bằng phốt rồi mẹ bằng bình phía rồi kết mà khi nhóm mình bán đăng là thế bạn I want to move on, please, to the subject of political education. The ERNs that are relevant to this section are as follows. English 007 Khmer 00200408 and French 00076663443. Now you said Mr. Chiasai in your interview with the investigators that you participated many times in political education at the Technological Institute and also at Borei Kaila. How many times did you attend, roughly? Chúng nó lúc nhau có ba riêng sâu đây bộ ông nó còn bằng riêng đó, thòm ra bằng riêng vô bái rồi nhóm dây đào chạy ra đây nhắn được nhóm ai xa được nè ổn lục bàn từ xâm phiệt nhóm nhắn cứ thay chúng nó cứ riêng cho nó vô bái cứ ra miền ấy ai không ca nghe ai sẵn xong chạy nâng dây mà mát mốc cứ thay ai không thưa là ổ mình miền ấy từ ao thừa cọ thà ấy từ từ giờ giờ em vừa cọ đôi mình miền thì nhom chạm sẽ ba hát được năng ruột gọt bằng riêng nó ao xong trái ao không ca nghĩa là mấy co sang bên tây chiết bên năng ấy bạn mình miền ấy bên ngay chúng nó nung để nhom bàn từ riêng giờ tàu ta đây hai từ riêng mà đong đong là mấy giờ pi đầm na ca co sang bên tây ca đầm na ca ruột nơi nông ăn phiền mùi mũi bạn. So how many times roughly you called? Tam da luk cham ta luk ban chul ruom vek noh praman dong. Ban. Khnyom mon ban cham o luk phu riyak pel chngai nah ban. Sung sung o luk khla mdong ka phok nau chum vinh ni. Vi chit 40 chnam hai ban khnyom mon ban cham phu ka chong cham ba khnyom vi ksoy beh dong ko ksoy ban. Khnyom mon ban cham men dep bạn riêng bật mềm bạn đều trả dạ về cầm nọt ta bạn này đòn này bóng cực nhau mình ai cầm nọt bạn ấy bà phù mình chạm bạn. Xâm nù you said in your interview that it was Tamir who appointed you to go on these courses. Was it always Tamir who sent you? Mình chung lộp từ chỉ riêng rồi hôn rứa có miền đẹp xinh này để chỉ nè chặt tàng lộp nổ. Bạn riêng nâng ba hai bật thiên cực không lấy mình mũi ba chặt tàng đòi riêng này bạn bật mềm bạn bật mềm. Có phần tay cả từ ní mình chăm ba cho bật thiên từ thế dùng cá khỉ anh đang cả lấy nhói bật lãn chi khỉ anh tới của bạn bạn.
mình chăm bạch bạch thiên chùn tư thì phụ đăng cái lãnh xa la đôi chìa xa lãnh cái hai thà xa la bạch chạy cái thị xù viết chẳng chùm nón nóng nâng bà rây cái lá co bà mua chẳng bạn bà đăng cái lãnh hết tờ bàn bạch bạch thiên tư cái con là chạy tăng oi chmua ni chmua ni tờ chẳng dương tờ bàn bạn. You mentioned that there were 30 people working with you in the auto repair unit. Now, would each of those persons also go and attend these courses? Từ từ ngọt này nó mà thòm đá xa mà chất nó nồng lại muối. Từ đến từ phạp đô lược nít nhóm từ lược hơi kì từ những miền bạn. Miền từ chỗ sắc xa bạn. Bạn. Now thinking of the study sessions that you went on. How long was the longest study session that you attended? I was told that chẳng nên dục nhóm chẳng là tự bình hơi tăng về dục một phây chiến bà. Mr. Chiasai, can you confirm this from your testimony that some of the study sessions lasted days? In other words, more than one day. Is that correct? Bạn, mình miền việc sắc riêng hay là riêng vô ba thì đang sắc xa nó bạn. Mình miền việc về mùi tháng ngày đó là giang hỏi nó có bầy ngay lần lửa bạn, bầy tháng ngày lần lửa. Đấy còn là cầm nó tha mà tất bầm môi bầy tháng ngày đọc ngay nhưng mình ai chạm bán còn là cầm nó tha. Vì ai bị bầy tháng ngày lần lửa đây bạn. À mỗi tiết cứ bị chống thòm mà đa mỗi tiết riêng sốt bạn. Bởi riêng sốt nó chạp bị bầy tháng ngày tới bà bởi bị chống mà mong bị mong ra dừng. Hãy thả lưu cam bị thi bị chôm anh dân bạn. I'd like you to concentrate please on the political study sessions. Now at this start of these sessions, would somebody give an introductory talk to the people present? Đôi vị thi coi giống như một nhóm play á bà nhóm về play đang chơi múa bộ du đa đang nè 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 nấy buộc nhóm vinh bon cho nên á miền thầm ra miền ba cam vị thi miền bạn đang gì nè nè nhóm play hay thầm ra một nâng mì đặc nom thầm là ứng từ thà Krishna anh nâng miền nè là miền cam vịt thi nhà bà cam vịt thi bạn nhà bà cam thi gửi miền bạn đây khi mình bàn chạm đấy bạn đang nhìn là của về du hỏi được khi bàn chuẩn bị hàng lứa xả đam rồi đai đai mà chút xài tập khi nào mấy bạn khi mình ai chạm bàn thì in your OCIJ interview. I'd like you to concentrate first, please, on Nuncheer.
Try and help me on this if you can. If there was a study session, or you said that study session lasted at least three days. What portion of those 3 days would be taken up with the addresses by Nuan Chia and Khieu Samphan? That's my fault, Mr. Chiasai, not yours. Chẳng 7 ngày của miền, 4 ngày của miền, và thà chiến nẹ tối tài với thà 7 ngày, và thà nẹ thông thống với ai dù tình trạng tới, và thà ông nhóm mơ nẹ đại cảm mà ba cái tờ riêng về rằng dù đi tới vô kê nẹ đặc nôm, và thà nẹ tối tài không có 7 ngày chẳng tới màu với nhé. Còn là chia bà nhà chẳng dây thà, ao bà rung là thà, ôi bằng cơ nơi xa mặt đây càng nghe bà năng đấy bạn. Và ở quân tạ xây ở quân nằm nào tạ quỳnh nhá
lời đọc bì xâm ra hơi ở mặt cắt mặt phê nít tí. Nhật chắp bì nít tơ hốt đỏ mong đọc mùi, khóa đọc nít tí, xong mình chơi chỗ vinh. Mày bên tôi kìm ra cắt mặt 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 cắt xong chuyện grau chờ.